Xin chào các bạn, mình là Duy đến từ công ty Phan Thành Vào Studio. Tại hôm nay mình đến ngày hôm cùng với những xe cái TV thì mình thật sự là hôm nay mình thấy rất bất ngờ, ấn tượng vì các bạn studio hôm nay đến đây rất là đông đảo. Vì chất lượng đào tạo của VTC thì tôi là một học viên ở đây, vì thế là mình có thể đảm bảo để cái điều kiện đầu ra rất là tốt. Nhưng mà về phía VTC cho thấy thì mình sẽ cần các bạn sinh viên là có kỹ năng tốt hơn nữa để khi mà ra làm thực tế đóng góp một phần cho các bạn tạo cái nền tảng cho các bạn tiếp tục phát triển sau này. Thế là trong quá trình học tập các bạn hãy dành tốt nhất để dành những thời gian đó của mình tiếp thu những kiến thức nhất có thể để mà có thể tốt hơn trong quá trình của bạn tiếp sau này. Thì để khuyên cho các bạn sinh viên ra trường thì các bạn cứ quyết định và không nên hấp tấp nóng vội.